Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2022. Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam. Nước đầu tiên yêu cầu cách ly người mắc đậu mùa khỉ. Thưa quý vị, sáng qua kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 được khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Sau thời gian dài phải họp trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kỳ họp lần này diễn ra theo hình thức tập trung, dự kiến kéo dài từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên khai mạc. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam dẫn đầu tham dự kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 diễn ra sau thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương năm khóa 13 với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thời kỳ phát triển mới của đất nước. Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các giải pháp tiền tệ, tài chính, hỗ trợ, phục hồi kinh tế xã hội. Cho đến nay, sau khi cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có những chuyển biến rất tích cực. Kinh tế Việt Nam đang phục hồi và phát triển rõ nét, nhiều ngành, lĩnh vực đang vươn lên mạnh mẽ và lấy lại đà tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn được đảm bảo. Hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế, thể thao cơ bản trở lại bình thường, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, có mặt còn yếu kém, những kết quả quan trọng đạt được đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước và cả hệ thống chính trị. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, Quốc hội nghe lãnh đạo Chính phủ trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Trong chuyến công tác tại Quảng Nam sáng qua, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cùng các thành viên trong đoàn đã đến dân hoa dân hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Cùng dự dân hương có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang. Trong không khí trang nghiêm với lòng thành kính và tri ân, đoàn đã kính cẩn dâng hoa dâng hương trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng để tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, những người đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tượng đài bà mẹ Việt Nam Anh Hùng được lấy nguyên mẫu từ bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thứ, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mẹ có 9 người con, 2 người cháu là liệt sĩ. Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng là biểu tượng của các bà mẹ huyền thoại, là biểu tượng của lòng yêu nước, đức hy sinh to lớn. Hình ảnh của các mẹ Việt Nam anh hùng sống mãi cùng non sông đất nước là nguồn động lực to lớn để tiếp thêm sức mạnh, nhiệt huyết cho các thế hệ học tập và noi theo. Tiếp đó, Phó Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 39 NQTU ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa 4 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và bàn kế hoạch phối hợp tổ chức tọa đàm về liên kết phát triển tiểu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tại Quảng Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh tham dự buổi làm việc. Sau 25 năm tái lập tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn 2004-2021, thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Quảng Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế xã hội quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Từ một tỉnh thuần nông nhiều khó khăn đã vươn lên thành tỉnh phát triển khá, có quy mô nền kinh tế tăng gấp nhiều lần, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thương mại và dịch vụ, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Trong thời gian đến, Quảng Nam phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh, phát huy các dư địa phát triển còn tiềm năng, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia thảo luận liên quan đến kế hoạch phối hợp tổ chức tọa đàm về liên kết phát triển tiểu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tại Quảng Nam vào thời gian tới.
Trên đó, một số cơ sở đánh giá vai trò của tiểu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tọa đàm sẽ chỉ ra những hạn chế trong phát triển, đồng thời đánh giá quá trình thực thi chính sách liên kết vùng. Những đề xuất, kiến nghị liên quan đến một số nội dung của tọa đàm nhằm phát huy hiệu quả liên kết phát triển tiểu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới. Tại buổi làm việc, Ban Kinh tế Trung ương và tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất các nội dung quan trọng liên quan đến tọa đàm, như địa điểm tổ chức, thành phần khách mời, cũng như những nội dung cốt lõi trong tọa đàm. Sáng qua, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định về việc tiến hành thanh tra tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam theo kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chiến cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành tham dự lễ công bố. Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ gồm 6 thành viên do Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn. Các nội dung làm việc gồm thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét tuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo kết luận số 48 KLTU ngày 26 tháng 4 năm 2019, kết luận số 71 KLTU ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư và hướng dẫn số 2965 HDBNV ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Nội vụ tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. Tại thành phố Hội An, Sở Công Thương vừa tổ chức bế mạc Festival Nghề Truyền thống Vùng miền lần thứ nhất Quảng Nam 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bửu tham dự sự kiện này. Sau 4 ngày diễn ra các hoạt động sôi nổi, các diễn đàn quan trọng đã góp phần bảo tồn, thúc đẩy sự liên kết phát triển các làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam nói riêng, các tỉnh duyên hải miền Trung nói chung. Ông Phan Dự, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Nam khẳng định, Festival Nghề Truyền thống Vùng miền lần thứ nhất đã mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ sau đại dịch COVID-19. Sự kiện còn mang ý nghĩa sâu sắc về bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống trong xu thế hiện đại, sáng tạo trong sản phẩm, giữ gìn nét đẹp văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu từng vùng miền. Đặc biệt, đây là dịp để các nghệ nhân lan tỏa nhiệt huyết và giữ gìn văn hóa cộng đồng. Dịp này, tỉnh Quảng Nam khen thưởng cho những cá nhân có đóng góp tích cực vào sự thành công Festival Nghề Truyền thống và những địa phương có gian hàng trang trí đẹp mắt tiêu biểu. Ban tổ chức cũng vinh danh các nghệ nhân tiêu biểu, các địa phương nỗ lực tham gia sự kiện. Nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn lực và trang thiết bị để sớm phục vụ công tác triển khai khoa phụ sản, Bệnh viện Phụ sản Nhi, chiều qua Sở Y tế đã có buổi làm việc với bệnh viện. Báo cáo tại cuộc họp cho biết Bệnh viện Phụ sản Nhi có 103 viên chức, 33 hợp đồng. Về tuyển dụng nhân chức và đào tạo sản phụ khoa, hồ sinh gồm bác sĩ sản phụ khoa 8 người, bác sĩ gây mê hồi sức 2 người, bác sĩ siêu âm 2 người và hồ sinh 5 người. Để sớm triển khai khoa phụ sản, Bệnh viện Phụ sản Nhi đi vào hoạt động, nhiều ý kiến tại cuộc họp đề xuất Sở Y tế sớm triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 để bệnh viện bổ sung nguồn nhân lực phục vụ chuyên môn, đặc biệt là lĩnh vực sản phụ khoa, điều động nhân lực bác sĩ sau đại học chuyên ngành sản phụ khoa tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo đề án 1816 của Bộ Y tế để hỗ trợ cho bệnh viện trong thời gian 2 năm đầu triển khai. Mỗi đơn vị hỗ trợ một người mỗi đơn vị 6 tháng. Đồng thời, để Bệnh viện Phụ sản Nhi hợp đồng với các chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa cũng như hỗ trợ nguồn kinh phí cho công tác mời các chuyên gia sản phụ khoa đầu ngành về chuyển giao kỹ thuật trong 3 năm đầu triển khai hoạt động. Bên cạnh đó, Sở Y tế đầu tư trang thiết bị như hệ thống oxy trung tâm để di chuyển khoa nhi hồi sức tích cực, chống độc và khoa cấp cứu hồi sức tích cực và bệnh lý sơ sinh, khu nhà cũ 3 tầng sang khu nhà nhi khoa 8 tầng và triển khai phòng mổ khu nghiệp vụ kỹ thuật 4 tầng mới. Hệ thống phòng cháy chữa cháy và thang máy hư hỏng đang khắc phục và một số trang thiết bị xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh chưa được trang bị như máy CT scanner, máy kháng sinh đồ, máy định danh vi khuẩn. Trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 5, Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho gần 100 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022. Học viên tham dự lớp học được nghe các đồng chí báo cáo viên huyện ủy truyền đạt các nội dung gồm tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng,
nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở nhằm góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực và kỹ năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Thưa quý vị, sáng qua ngày 23 tháng 5, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Người đã ban hành những sắc lệnh đầu tiên về tổng tuyển cử để làm cơ sở pháp lý mang tính nền tảng của một chế độ bầu cử tự do, thực sự dân chủ. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Thưa quý vị, mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, nhiều trang tin thể thao khu vực và quốc tế đã đồng loạt đưa tin về chiến thắng của Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan tại kỳ chung kết SEA Games 31 ngày 22 tháng 5. Còn báo chí Hàn Quốc vui mừng, chúc mừng huấn luyện viên Park Hang-seo và chiến thắng của tuyển Việt Nam. Bài viết đăng trên trang chủ của ESPN Asia mang tiêu đề "Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games trước Thái Lan để chứng tỏ họ vẫn là lực lượng đáng nể". Chuyên gia bình luận nổi tiếng Gabriel Tăng ca ngợi tuyển U23 Việt Nam đã giành huy chương vàng ở SEA Games 31. Đây mới chỉ là lần thứ hai họ vô địch, nhưng điều đó đã là một thành tựu và thành công có ý nghĩa đập tan mọi nghi ngờ về bóng đá Việt Nam. Tác giả bình luận, chiến thắng này là đặc trưng của thứ bóng đá, đã trở thành đặc sản của Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, với sự tổ chức và hiệu quả là điểm nổi bật. Nhật báo thể thao hàng đầu xứ chùa vàng là Siam Sports chạy dòng tiết đau lòng vô chiến để nói về nỗi buồn khi không thể hái vàng tại SEA Games 31. Chiến thắng này đã khiến vô chiến đau đớn bởi cả bóng đá nam và nữ của chúng ta cùng về nhì ở SEA Games 31. Và chiến thắng này cũng dập tắt giấc mộng vàng của bóng đá Thái Lan, tiếp tục nối dài cơn khát. Hãng tin AFP thì lại đưa về bầu không khí cuồng nhiệt ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. AFP viết, bảo vệ thành công huy chương vàng, đội chủ nhà Việt Nam đã vượt qua được một trận đấu khó khăn trước sự chứng kiến của 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình. Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc cũng đưa tin nhanh về tấm huy chương vàng mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò giành được. Hãng tin Yonhap có bài viết ca ngợi phép thuật của ông Park Hang-seo giúp đội U23 Việt Nam bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng tại SEA Games 31. Theo tác giả Jan Boeing, trước nhiều kỳ vọng và sức ép với năng lực của mình, chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm của Hàn Quốc đã giúp đoàn thể thao Việt Nam có thêm được huy chương vàng và tiếp tục giữ được vị trí trong khu vực. Ngày hội hái quả mận hậu năm 2022 vừa diễn ra tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là sự kiện nhằm quảng bá giới thiệu thương hiệu mận hậu Mộc Châu đến người dân, du khách trong nước và quốc tế. Sôi nổi và hấp dẫn nhất trong ngày hội là phần đi hái quả, trình bày và thưởng thức mận hậu. Mỗi đội tham gia thi có những bí quyết hái mận riêng nhưng đều đảm bảo quả chín to, đều, đẹp và không bị dập. Không chỉ hái quả thật nhanh mà trong thời gian tối đa 15 phút, các đội thi còn phải thể hiện được sự sáng tạo trong sắp xếp, trưng bày, trang trí mâm quả do đội mình hái được sao cho đẹp mắt, sáng tạo và có ý nghĩa. Đội tuyển em rất vui mừng ạ và phấn khởi được quảng bá mận hậu Mộc Châu đến các du khách vừa gần xa.
Đến với ngày hội, du khách còn được trải nghiệm những môn thể thao, trò chơi dân tộc vô cùng hấp dẫn, thể hiện được sự khỏe mạnh khéo léo của những chàng trai, cô gái nơi miền Sơn Cước. Những hoạt động thực tế hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc này giúp cho du khách được hòa mình cùng ngày hội. Tôi đến Mộc Châu nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham gia dự lễ hội đặc biệt này. Đến với ngày hội, tôi rất vui khi được tham gia trải nghiệm vào các trò chơi, được hòa mình vào cùng hái mận với bà con ở nơi đây. Ngày hội thu hái quả được tổ chức còn nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, tạo sự tương hỗ giữa phát triển nông nghiệp với du lịch, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch đến với khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Thông qua ngày hội này thì chúng tôi cũng muốn truyền tải tới giới thiệu quả mận tới bạn bè khắp cả nước cũng như là quốc tế. Đồng thời thì chúng tôi cũng muốn tôn vinh người trồng mận, giá trị của mận, và từ đó thì nó cũng góp phần quan trọng để nâng cao cái giá trị quả mận của Mộc Châu trên thị trường. Cây mận hậu được trồng tại huyện Mộc Châu từ những năm 1980. Đây hiện là khu vực trồng mận hậu lớn nhất của cả nước, với tổng diện tích hơn 3.200 ha, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng 2.400 ha. Sản lượng năm 2022 ước đạt 28.000 tấn. Để giúp người dân tiêu thụ được sản phẩm ổn định, huyện Mộc Châu đã hướng dẫn người dân sản xuất mận theo hướng an toàn, hữu cơ, nâng cao chất lượng, gắn với đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản. Thưa quý vị và các bạn, mang cuộc là loại cây ăn quả cao cấp và giá trị kinh tế rất cao, có tiềm năng xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, loại cây này thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng vùng Trung Du tỉnh Quảng Nam và cho quả trái mùa với các vùng trồng mang cuộc trọng điểm của cả nước, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Tại huyện Trung Du Tiên Phước, ngoài những cây trồng khẳng định được giá trị kinh tế như tiêu bản địa, lòng bon, thanh trà, thì những năm gần đây người dân được hỗ trợ để trồng mang cuộc. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Mang cuộc có khả năng chống chịu với khô hạn, mưa bão vượt trội so với các cây ăn quả khác trong cùng điều kiện thổ nhưỡng. Qua nhiều đợt khảo sát, đánh giá của cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu, mang cuộc có thế phát triển phù hợp ở nhiều loại hình đất đai ở các huyện Trung Du, miền núi. Có thể nói, qua các trận bão mạnh, cây mang cuộc vẫn trụ vững. Do đó, tỉnh Quảng Nam có chủ trương khuyến khích phát triển loại cây ăn quả cao cấp này theo hình thức lấy ngắn nuôi dài, trồng xen với các loại cây ăn quả khác. Mặc dù là bão cấp độ lớn, nguy cơ thiên tai rất là cao, nhưng mà hiện tại thì số lượng mà cây mang cuộc mà bị hư hỏng, bị bật gốc là rất là thấp. Cho nên là qua đó thì huyện cũng mới định hướng rằng là đó là một cái cây rất là phù hợp với cái điều kiện canh tác của địa phương, của bà con nhân mình, và phù hợp với cái biến đổi khí hậu hiện nay. Đó. Cái thứ hai nữa là đối với lại cây mang cục là có đặc điểm là cái mùa mà thu hoạch của mang cục lệch mùa với lại miền Nam, cho nên là về cạnh tranh về gió cả là nó rất là thuận lợi. Xóm Hố Quần, thôn Hữu Lâm, thị trấn Tiên Kỳ nằm ven lòng đập quyến rũ bởi cảnh sắc và những vườn cây trái sợp mát, sở hữu khu vườn khá rộng với nhiều cây ăn quả giá trị. Với diện tích 1 hectare vườn nhà, hộ ông Thái Nguyên Khoa ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước đang trồng 100 gốc mang cuộc và trồng xen những loại cây khác cho hiệu quả kinh tế cao. Sớm gắn bó với kinh tế vườn từ mấy chục năm trước, thành quả mang lại là nguồn thu ổn định, giúp ông Khoa nuôi con cái ăn học, xây dựng được nhà cửa khang trang. Để hỗ trợ kỹ thuật cho nhân dân, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Tiên Phước mở các lớp tập huấn, trang bị kiến thức về kỹ thuật chăm sóc cây mang cuộc trong thời kỳ thu hoạch, kinh doanh cho bà con nông dân các xã Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Kỳ, Tiên Phong, Tiên Lộc, Tiên An, Tiên Sơn và Tiên Cẩm. Đồng thời cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trị bệnh gây hại trên cây mang cuộc. Qua các lớp tập huấn này nhằm giúp nhân dân tăng cường tác động các biện pháp kỹ thuật để cây mang cuộc ra hoa đậu quả đúng vụ thu hoạch. Tôi thấy chương trình tập huấn nói về trên cây mang cuộc thấy này thử nghiệm nhất. Cái của tôi được hợp thêm một số ý kiến của trên nhân nó kinh nghiệm đúng kinh nghiệm là do mình dân mình làm sai cho nên không đạt hiệu quả. Thế người hợp quấn tôi thấy là có ưu điểm. Theo thống kê của Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Tiên Phước, năm 2021 người dân huyện Tiên Phước thực hiện trồng mới trên 280 ha, nâng tổng diện tích cây mang cuộc toàn huyện lên 500 ha. Giai đoạn 2021 đến năm 2030, huyện Tiên Phước tiếp tục hỗ trợ nhân dân phát triển khoảng 1.000 ha cây mang cuộc cho quả với sản lượng khoảng 2.000 tấn.
qua đó đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nội địa và hướng đến xuất khẩu các loại trái cây đặc sản này, đưa Tiên Phước trở thành thủ phủ cây măng cụt xứ Quảng. Định hướng của huyện thì sản phẩm trái cây măng cụt trở thành một cái sản phẩm chủ lực về trái cây của huyện Tiên Phước, và sắp đến là Ủy ban nhân huyện cũng đã đăng ký với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch về thực hiện cái chương trình năm du lịch của tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức cái lễ hội trái cây măng cụt ở trên địa bàn huyện. Thì đó là những cái định hướng lớn mà hiện nay huyện đang làm và sẽ tạo ra một cái sân chơi cho người nông dân trên cái lĩnh vực trái cây và trái cây măng cụt là chủ lực. Đó là những cái định hướng lớn. Và định hướng thứ hai nữa là đối với cây măng cụt thì sẽ cố gắng tăng diện tích nhanh để tạo thành cái sản phẩm hàng hóa. Định hướng sắp tới thì chúng tôi sẽ cũng phát triển mạnh cái cây măng cụt và có nhiều mô hình phát triển cây măng cụt. Cái thứ hai nữa là chúng tôi hướng tới cái trái măng cụt này theo hướng xuất khẩu, đem lại tăng cái giá trị cho người trồng măng cụt. Cái thứ ba nữa là cái định hướng là chúng tôi sẽ nghiên cứu kết hợp với nhiều nhà khoa học cũng như doanh nghiệp nghiên cứu, vì bản thân cái vỏ măng cụt là một vị thuốc, làm sao đó để mà nghiên cứu ra cái những cái chất trong cái vỏ măng cụt đem lại cái giá trị thực chất cho cái việc bên dược phẩm hoặc là mỹ phẩm thì nó lại nhân cái kinh tế hơn nữa. Những nỗ lực trên đã và đang tạo ra nhiều dấu ấn chuyển mình cho vùng Trung Du Tiên Phước, qua đó mở ra cơ hội để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, bệnh đầu mùa khỉ đang có dấu hiệu lây lan nhanh khi người nước thông báo có các ca mắc mới và đã có những nơi ghi nhận các ca mắc bệnh do lây lan trong cộng đồng. Đáng chú ý, trước đây bệnh đậu mùa khỉ thường chỉ xuất hiện ở châu Phi, nhưng nay đã lan sang cả châu Âu và Bắc Mỹ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã có gần 100 ca mắc bệnh và hàng chục ca ghi mắc bệnh đậu mùa khỉ ở ít nhất 13 quốc gia, hiếm khi ghi nhận căn bệnh này, gồm Bỉ, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh, cũng như ở Mỹ, Canada, Argentina và Australia. Đáng chú ý, Anh đã ghi nhận 20 ca mắc mới trong ngày 21 tháng 5 và thông báo đã ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tây Ban Nha ghi nhận trên 30 ca mắc mới, chủ yếu ở thủ đô Madrid. Đức cũng ghi nhận thêm 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ mới tại Berlin sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên ngày 19 tháng 5. Với việc virus đậu mùa khỉ lây lan mạnh tại châu Âu và Bắc Mỹ, làm dấy lên lo ngại rằng dịch bệnh này đang bắt đầu lan rộng. Đậu mùa khỉ là virus hiếm gặp, thường lây nhiễm sau khi con người tiếp xúc với loài khỉ, với tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng 10%. Hiện chưa có thuốc chữa cũng như vaccine đặc hiệu để phòng bệnh. Thưa quý vị, sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên hôm 20 tháng 5, Bỉ đã ban hành ngay lệnh cách ly đối với những bệnh nhân mắc căn bệnh này vào ngày 22 tháng 5 khi ghi nhận thêm 2 ca nhiễm nữa. Theo đó, bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ đều phải cách ly trong vòng 21 ngày. Cơ quan Y tế Bỉ cho biết những người nhiễm virus sẽ phải tự cách ly trong 3 tuần sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Các chuyên gia y tế cũng khuyến khích những người đang nghi ngờ bị nhiễm bệnh nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn cách ly, chữa trị hợp lý. Các trường hợp có triệu chứng sẽ phải hạn chế tiếp xúc với người khác cho đến khi vết loét dịu đi. Bất cứ ai nghi nhiễm đậu mùa khỉ cũng nên đi khám. Sau lễ hội Đắk Lang, Bỉ đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với virus gây ra bệnh đậu mùa khỉ. Sáng qua, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết cuộc xung đột ở Ukraine và các cuộc xung đột khác trên thế giới đã khiến số người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán trên toàn cầu, lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu người. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, tính đến cuối năm 2021, đã có khoảng 90 triệu người phải đi sơ tán do tình trạng bạo lực chủ yếu ở Nam Á, Trung Đông và Tây Phi. Ngoài ra, cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra từ cuối tháng 2 năm 2022 đến nay đã khiến hơn 8 triệu người đã phải đi lánh nạn ở trong nước, trong khi hơn 6 triệu người khác sơ tán ra nước ngoài. Tính chung, con số đáng báo động này bao gồm cả người tị nạn, người tìm kiếm quy chế tị nạn và hơn 50 triệu người phải đi sơ tán ở trong nước. Con số 100 triệu tương đương hơn 1% dân số toàn cầu. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc cho biết, đây là hồi chuông cảnh tỉnh, thế giới cần ngăn chặn các cuộc xung đột và chấm dứt bạo lực, đồng thời giải quyết những nguyên nhân cơ bản, buộc họ phải rời bỏ nhà cửa. Cơ quan này cũng nhấn mạnh, viện trợ nhân đạo chỉ giúp giảm nhẹ hậu quả, không phải là biện pháp giải quyết. Do đó,
Để đảo ngược xu hướng này, chỉ có một cách thức duy nhất là thiết lập hòa bình và ổn định. Thưa quý vị, hôm qua Mỹ đã tiếp nhận đợt vận chuyển sữa công thức đầu tiên từ châu Âu nhằm hỗ trợ nước này giải quyết tình trạng khan hiếm sữa công thức chưa từng thấy. Đây là thông báo vừa được Nhà Trắng đưa ra. Theo đó, một máy bay quân sự chở theo hơn 31.700 kg sữa bột công thức từ Đức và hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Indianapolis, bang India, nơi đặt trụ sở của hãng sữa Nestle. Số sữa này sẽ được đem đi kiểm nghiệm chất lượng trước khi phân bổ đến người tiêu dùng và có thể đáp ứng khoảng 15% nhu cầu sữa khẩn cấp. Thông báo trên Twitter khi đang ở thăm Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định chính phủ đang chuẩn bị tiến hành chuyến hàng thứ hai vận chuyển sữa công thức trong những ngày tới. Cùng ngày, thị trưởng thành phố New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn thành phố nhằm ngăn chặn giá sữa công thức leo thang. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 88%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 63 đến 85%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 83%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 88%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Mà Rau mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%, gió nhẹ.